Hậu duệ Việt Nam Cộng hòa hải ngoại vô cùng xúc động khi được tin Thiếu tướng Lê Minh Đảo, cựu tư lệnh sư đoàn 18 bộ binh Việt Nam Cộng hòa, đã mệnh chung vào lúc 1 giờ 45 chiều ngày 19 tháng 3 năm 2020 tại tiểu bang Connecticut, Hoa Kỳ, hưởng thọ 87 tuổi. Tập thể Hậu duệ Việt Nam Cộng hòa hải ngoại thành kính chia buồn cùng đại gia đình quân lực Việt Nam Cộng hòa và tang quyến. Chúng tôi xin được vinh danh cố Thiếu tướng Lê Minh Đảo, cựu tư lệnh Sư đoàn 18 bộ binh Việt Nam Cộng hòa. Sư đoàn 18 bộ binh là một trong ba đơn vị chủ lực quân trực thuộc Quân đoàn 3, Quân khu 3 của quân lực Việt Nam Cộng hòa, được hình thành từ các trung đoàn 43, 48, 52 bộ biệt lập cùng các đơn vị yểm trợ tác chiến kỹ thuật, thiết đoàn 5 kỵ binh và các tiểu đoàn pháo binh. Phù hiệu sư đoàn là màu xanh nhạt, tượng trưng cho bầu trời màu xanh đậm, tượng trưng cho màu đất, và cung tên dựa vào truyền thuyết nỏ thần thời An Dương Vương. Sư đoàn 18 bộ binh có phạm vi hoạt động và trách nhiệm khu 33 chiến thuật, bao gồm những tỉnh Biên Hòa, Long Khánh, Phước Tuy, Bình Tuy và đặc khu Vũng Tàu. Ban đầu, sư đoàn 18 được đánh giá là đơn vị kém cỏi nhất quân đội. Tuy nhiên, đến khi Thiếu tướng Lê Minh Đảo về làm tư lệnh, đã đưa sư đoàn trở thành đơn vị sánh ngang với sư đoàn 1 bộ binh vùng giới tuyến. Thiếu tướng Lê Minh Đảo tốt nghiệp khóa 10 trường võ bị quốc gia Đà Lạt, và ông lúc đó vừa đúng 20 tuổi, là một chiến sĩ rất dũng cảm. Chẳng mấy chốc mà số huy chương tưởng thưởng của ông đã đầy hết ngực áo. Nhưng với bản tánh khiêm tốn, hiếm khi người ta thấy ông đeo những chiếc huy chương đó. Thiếu tướng Đảo là một trong những vị tướng đi lên chức vụ của mình bằng những chiến công hiển hách ngoài chiến trường. Ông đã từng đảm nhiệm nhiều chức vụ quan trọng trong quân đội, từng làm tỉnh trưởng Chơn Thiện và Định Tường. Đỉnh cao nhất trong đời quân ngũ của ông là tư lệnh sư đoàn 18 bộ binh từ tháng 4 năm 1972. Vinh thăng chức tướng tháng 11 năm 1972. Ngày 23 tháng 4 năm 1975, Tổng thống Trần Văn Hương gắn đệ tam đẳng Bảo Quốc huân chương và vinh thăng ông lên thiếu tướng. Thiếu tướng Đảo nổi tiếng là một vị tướng thanh liêm, cần mẫn, năng động, kiên quyết và trí dũng song toàn. Tướng Đảo luôn quan tâm chăm sóc đời sống của thuộc cấp và gia đình họ. Ông luôn có mặt ở những vị trí tiền tuyến của sư đoàn để nâng cao tinh thần chiến binh. Nguyên tắc làm việc của ông mà ông đòi hỏi các cộng sự viên phải tuân thủ và liên lạc xuống dưới ít nhất hai cấp. Thí dụ, một trung đoàn trưởng phải nắm được tình hình tận cấp đại đội, hay thấp hơn nữa. Với hệ thống làm việc sát cánh này, tinh thần binh sĩ lên rất cao, vì lúc nào họ cũng nghe thấy cấp trên đang có mặt bên cạnh. Họ đền đáp sự quan tâm ấy bằng những chiến thắng vang dội và lòng trung thành tuyệt đối. Phụ tá tư lệnh sư đoàn là một chàng sĩ quan xuất sắc, đại tá Hứa Yến Lến, tham mưu phó, kim tham mưu trưởng hành quân sư đoàn 18 bộ binh, cánh tay phải của thiếu tướng Đảo, cùng chia sẻ gánh nặng chiến cuộc trong những ngày tàn khốc. Đại tá Lến trong suốt đêm 20 tháng 4 năm 1975 triệt thoái ra khỏi Xuân Lộc, đã đảm nhận trọng trách bảo toàn đoàn cơ giới cồng kềnh của sư đoàn, trong đó có hai khẩu đại bác 175 ly của quân đoàn 3. Và ông đã đem toàn bộ cơ giới ấy nguyên vẹn về được căn cứ Long Bình, Biên Hòa. Trấn đóng ở những điểm trọng yếu bảo vệ Xuân Lộc là những cấp chỉ huy trẻ tài giỏi của quân lực Việt Nam Cộng Hòa với Đại tá Lê Xuân Hiếu, Trung đoàn trưởng Trung đoàn 43, Trung tá Trần Minh Công, Trung đoàn trưởng Trung đoàn 48, Đại tá Ngô Kỳ Dũng, Trung đoàn trưởng Trung đoàn 52. Thiếu tướng Đảo đặc biệt để ý, nâng đỡ các sĩ quan cấp thấp và trao gắn cấp bậc vinh thăng lên nắm những tiểu đoàn. Với dàn sĩ quan trung đoàn, tiểu đoàn đầy tài năng, thiếu tướng Đảo có thể yên tâm nghênh chiến với quân cộng.
và vị chỉ huy lực lượng địa phương quân và nghĩa quân Long Khánh cùng hợp tác phòng thủ Xuân Lộc là Đại tá Phạm Văn Phúc. Đại tá Phúc xuất thân từ binh chủng biệt động quân, nổi tiếng là một sĩ quan xuất sắc và rất dũng cảm. Ông được điều về làm tỉnh trưởng, kiêm tiểu khu trưởng Long Khánh ngày 1 tháng 4 năm 1975. Một thời điểm, có lẽ quá muộn, để ông có thể chấn chỉnh nâng cao tinh thần và khả năng chiến đấu của các chiến sĩ diện địa. Tuy nhiên, được chiến đấu dưới quyền của một đại tá mũ nâu trẻ, tận tụy trong tinh thần huynh đệ chi binh, các chiến sĩ diện địa đã đánh những trận long trời, bắn cháy nhiều chiến xa địch và giữ vững mặt trận Xuân Lộc trong vòng 12 ngày đêm. Cần phải kể thêm sự đóng góp quan trọng và quyết định của Đại tá Hân, chỉ huy trưởng pháo binh sư đoàn 18 bộ binh, một sĩ quan pháo binh ngoại hạng, với kế hoạch hỏa lực kinh khủng trông cậy vào tài năng của Đại tá Hân. Ông cho bố trí các khẩu pháo sư đoàn của ông như sau. Một khu vực chết nằm ở bìa hướng Tây Xuân Lộc, mà sẽ bị 24 khẩu 105 ly và 12 khẩu 150 ly dội bão lửa xuống. 10 khẩu 105 ly được di chuyển lên núi Thị, dưới sự bảo vệ của tiểu đoàn 2/43 của thiếu tá Nguyễn Hữu Chế. 2 khẩu 105 ly tăng cường cho trung đoàn 43 của đại tá Hiếu nằm trong Xuân Lộc. 2 khẩu khác qua tăng cường cho tiểu khu Long Khánh. 12 khẩu 105 ly được điều cho trung đoàn 48 trấn đóng đồi 300. Chưa kể 2 khẩu 175 ly của quân đoàn 3 tăng phái sẵn sàng bắn xa ít nhất 30 cây số để làm căm họng các khẩu 130 ly của địch đặt gần bộ chỉ huy của tư lệnh sư đoàn tại ngã ba Tân Phong. Đại tá Hưng đích thân điều chỉnh tất cả những khẩu đại pháo. Ông cho các xe bulldozer ủi những hố sâu, đặt những khẩu pháo để che giấu. Trong hố pháo này, ăn thông với những hầm tránh pháo kích do công binh thiết kế để bảo vệ các chiến sĩ pháo binh và kéo những khẩu pháo vào ẩn bên trong đó. Với sáng kiến này, quân Khổng khó có thể phát giác vị trí pháo binh của quân ta để dội đạn xuống hủy diệt. Trong khi đó, những vị trí pháo của chúng bị pháo binh của sư đoàn 18 bộ binh pháo kích dữ dội, nhờ vào điểm cao quan sát của ta báo cáo về khi phát giác được. Để có thể dự trữ khối lượng đạn pháo dành cho kế hoạch, tướng Đạo đã phải giảm mức tiêu thụ hàng ngày xuống còn 20%. Với sự phân tán các khẩu trọng pháo của quân ta vào những vị trí bí mật, đến ngày cộng quân nổ súng tấn công, chúng đã không hủy diệt được pháo của quân ta. Và Đại tá Hưng đã dội lửa xuống những con sóng tấn công vào biển người của địch, gây thiệt hại rất nặng cho chúng. Song song đó, Thiếu tướng Đảo cũng cho di chuyển bộ binh ra ngoài rìa thị trấn. Cho nên, thiệt hại vì pháo địch rất nhẹ khi chúng dồn hỏa lực bắn vào trung tâm. Rồi khi quân giặc ào ạt tràn vào thành phố, lập tức bị quân ta từ bên ngoài siết chặt vòng vây, tấn công ngược vào, làm chúng hoảng loạn bỏ chạy ra khỏi thành phố. Bản thân Thiếu tướng Đạo cũng di chuyển liên tục trong ba bộ chỉ huy sư đoàn khác nhau. Cộng quân cứ bắn dò mãi mà không tìm thấy ông. Trong khi đó thì tướng Đạo đang ung dung đứng dưới chiến hào với các chiến sĩ của mình. Thiếu tướng Đạo đã cho thiết lệnh trong Xuân Lộc, một tại Tân Phong và một khác nằm ở rừng cao su. Để cho binh sĩ yên tâm chiến đấu và tránh hỗn loạn, Thiếu tướng Đạo trước ngày 9 tháng 4 năm 1975 đã cho máy bay trực thăng di tản tất cả gia đình binh sĩ và thương bệnh binh về căn cứ Long Bình. Để nghênh chiến với trận liệt bố trí của địch, Thiếu tướng Lê Minh Đạo thiết trí chiến tuyến của sư đoàn 18 bộ binh như sau. Trung đoàn 52 của Đại tá Ngô Kỳ Dũng giữ khu vực Túc Trưng và núi Trảng gần sông La Ngà và khu vực ngã ba Dầu Dây.
với sự yểm trợ của chi đoàn 3, thiết đoàn 5 kỵ binh, một đại đội dưới quyền chỉ huy của Trung úy Mại Mạnh Liêu, thuộc tiểu đoàn 3/52 của thiếu tá Phan Tấn Mỹ, lên trấn giữ đồi Móng Ngựa, nằm về phía đông quốc lộ 20. Chỉ với một đại đội này, Trung úy Liêu và các chiến sĩ sư đoàn 18 bộ binh đã giữ vững vị trí, mặc dù địch tổ chức nhiều cuộc tấn công biển người cấp tiểu đoàn. Đánh cho giặc những trận thất điên bát đảo và bị thiệt hại nặng. Về hướng đông Xuân Lộc, cao điểm là núi Thị, được trao cho tiểu đoàn 2/43 của thiếu tá Nguyễn Hữu Chế. Tiểu đoàn 1/43 của đại úy Đỗ Trung Chu và tiểu đoàn 3/43 của thiếu tá Nguyễn Văn Du. Trấn giữ các yếu điểm dẫn vào thành phố từ hướng đông. Đại đội 18 trinh sát dưới quyền của đại úy Phạm Hữu Đa, nổi tiếng hút như điên, phòng thủ trường trung học ở hướng tây bắc Xuân Lộc. Trung đoàn 43 quyết tử thủ Xuân Lộc. Quân ta đánh quá dữ và gây tổn thất lớn cho sư đoàn 341. Cộng quân ghi nhớ mối thù này. Chỉ vài ngày sau quân lực Việt Nam Cộng Hòa bị buông súng ngừng chiến đấu, thiếu tá Du bị chặt bắt tại nhà riêng ở Vũng Tàu, rồi đem đi hành quyết ngay sau đó. Đại úy Chu may mắn sống sót, hiện ông đang sinh sống tại Úc Đại Lợi. Tiểu đoàn 1/48 thuộc trung đoàn 48 của trung tá Trần Minh Công cùng hai chi đoàn của thiết đoàn 5 kỵ binh của trung tá Nô được giữ làm lực lượng trừ bị. Trong khi đó, thì tiểu đoàn 3/48 nằm giữ quốc lộ 1 ở hướng đông Xuân Lộc. Tiểu đoàn 2/48 vẫn còn bị kẹt nhiệm vụ để bảo vệ an ninh cho thị xã Hàm Tân Bình Tuy, nên không về tham chiến trong những ngày đầu. Hai đại đội địa phương quân 353 và 367 dưới quyền của đại tá Phúc phòng thủ thành phố. Lữ đoàn 1 nhảy dù của trung tá Nguyễn Văn Đỉnh và các tiểu đoàn 1, 2, 8 và 9 nhảy dù, khoảng 2.000 chiến sĩ, cùng với tiểu đoàn 3 pháo binh dù là một tấm lá chắn cứng nhắc ở phía nam của Xuân Lộc, đã giao chiến dữ dội với quân của sư đoàn 7 Bắc Việt trong khu vực đồn điền của Thống tướng Tị, còn gọi là vườn ông Tị, sau khi được trực thăng vận xuống trong ngày 11 tháng 4 năm 1975. Nhân dịp 100 chiếc UH này trở về, các phi công thuộc sư đoàn 3 và 4 không quân đã giúp di tản thật nhiều thương binh và đồng bào ra khỏi mặt trận, đang lên đến cơn đỏ lửa nhất. Vào trưa ngày 6 tháng 4 năm 1975, thiếu tướng Đảo được báo tin có một đơn vị lạ của quân ta đang hành quân về hướng Xuân Lộc. Khi liên lạc với nhau, ông được biết đó là tiểu đoàn 82 biệt động quân thuộc liên đoàn 24 Mũ Nâu, do thiếu tá Vương Mộng Long, tiểu đoàn trưởng, đã dẫn dắt tiểu đoàn của ông băng rừng từ quận Kiến Đức tìm về miền Đông sau khi quân Mê Thuộc thất thủ và quân đoàn 2 triệt thối vào ngày 16 tháng 3 năm 1975. Liên đoàn 21 Mũ Nâu với 3 tiểu đoàn 63, 81 và 82 biệt động quân đã bị kẹt trên miền cao tỉnh Quảng Đức, đã phải lội bộ trong những cánh rừng Trường Sơn bạt ngàn, thậm chí đi xuyên qua những mật khu của cộng quân, lấy thực phẩm trong những kho hậu cần của chúng, đến 20 ngày sau mới về đến miền Đông. Tiểu đoàn 63 và 81 Mũ Nâu lại nhận lệnh ra tăng phái cho mặt trận Phan Rang. Tiểu đoàn 82 Mũ Nâu quân số hao hụt, chỉ còn 200 chiến binh sau khi về đến được thị xã Bảo Lộc, Lâm Đồng. Rồi từ đó, hành quân xuống tăng phái cho sư đoàn 18 bộ binh. Thiếu tá Vương Mộng Long là một trong những sĩ quan trẻ xuất sắc của binh chủng biệt động quân, nên trong khu vực trách nhiệm của mình là phòng thủ phi trường, ông và 200 chiến sĩ Mũ Nâu đã đánh quân giặc thua xiển liễn và bị thiệt hại nặng nề. Với trận liệt mà thiếu tướng Đảo đã bố trí, với những cấp chỉ huy tài năng và anh dũng như vậy, dù quân ta quân số thiếu kém, hỏa lực yếu, nhưng đã đánh một trận cuối cùng làm cho rúng động thế giới và làm cho quân cộng Bắc Việt cúi mặt kinh hoàng. Sau nhiều cuộc thảo luận với quân đoàn 3, thiếu tướng Đảo vào căn cứ Long Bình để điều họp công tác tiếp vận cho sư đoàn 18 bộ binh, và ông ngủ đêm tại đây. Đến 5 giờ 40 sáng, thì quân đoàn 4 Bắc Việt cho nổ phát đại bác đầu tiên.
bắn vào Xuân Lộc, mở màn cho cuộc chiến. Quả nhiên, quân Cộng đã nghiên cứu rất tỉ mỉ địa hình Xuân Lộc, nên những trái đạn pháo đã dội trúng bộ chỉ huy một của tướng Đảo. Đại tá Hứa Yến Lến gọi điện báo tin cho tướng Đảo rằng dinh thự của ông đã bị phá hủy. Thật may mắn cho đất nước ta. Nếu tướng Đảo về sớm hơn và vào bộ chỉ huy một, thì sự mất mát quá lớn đó sẽ là nhát chém chí mạng cuối cùng lên quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Thiếu tướng Đảo lập tức lên trực thăng, lao vào Xuân Lộc, tham dự cuộc chiến đấu cuối cùng và lừng lẫy nhất trong cuộc đời binh nghiệp của ông. Biến cố trưa 30 tháng 4 năm 1975. Sau khi nhận được lệnh đầu hàng, ông ra lệnh giải tán đơn vị và tìm cách về Cần Thơ rồi quay lại Sài Gòn. Đến ngày 9 tháng 5 năm 1975, ông ra trình diện chính quyền mới và phải đi tù cải tạo. Do tỏ thái độ bất hợp tác nên ông đã bị giam đến 17 năm. Là một trong những tướng lĩnh ở tù Cộng sản lâu nhất trong các tướng Việt Nam Cộng Hòa. Mãi đến tháng 5 năm 1992, ông mới được trả tự do. Tháng 4 năm 1993, ông được xuất cảnh sang Hoa Kỳ diện HO và định cư cùng gia đình tại tiểu bang Virginia. Sau khi ổn định cuộc sống tại Hoa Kỳ, ông tham gia và tích cực tổ chức các hoạt động trong giới cựu sĩ quan và binh sĩ Việt Nam Cộng Hòa. Tháng 9 năm 2003, ông là một trong những đồng sáng lập tổ chức tập thể chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa và giữ chức vụ chủ tịch Trung tâm Điều hợp Trung ương. Cố Thiếu tướng Lê Minh Đảo đã ra đi vào thời điểm mà người Việt quốc gia tưởng niệm 45 năm tháng Tư Đen. Một ngày trước khi mất, ông vẫn còn căn dặn một hậu duệ Việt Nam Cộng Hòa đang cất giữ di sản quý báu, đó là lá cờ vàng ba sọc đỏ, đã từng được treo tại Bộ Tư lệnh Long Bình vào những ngày cuối tháng 4 năm 1975. Ông chia sẻ, dù thế hệ của ông đã cố gắng nhưng chưa làm tròn trách nhiệm, nhưng ông vẫn luôn tin tưởng và đặt niềm tin vào thế hệ hậu duệ Việt Nam Cộng Hòa sẽ tiếp nối lý tưởng tự do cho quê mẹ Việt Nam ngày mai tươi đẹp hơn, có tự do, dân chủ và nhân quyền. Destiny Nguyễn, chương trình cho SBTNDC và VATV. Xin thân ái kính chào quý vị. Kính thưa quý vị, VATV sáng nay đến đây là chấm dứt. Mọi liên lạc hay đóng góp ý kiến cho VATV xin email về vatvnews@gmail.com. Nam Anh xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới. Kính chúc quý vị có một ngày cuối tuần an vui và hạnh phúc bên người thân và gia đình. Kính thưa quý vị, vào sáng hôm nay 27 tháng 3 năm 2020, tại quận Fairfax, Virginia, tang lễ Thiếu tướng Lê Minh Đảo đã được trang trọng tổ chức trong một hoàn cảnh rất bi đát của đại dịch cúm coronavirus. Từ sáng sớm, chúng tôi đã có mặt tại nhà quan Fairfax Memorial, luật lệ cách ly nghiêm cấm. Chúng tôi ghi nhận có bà quả phụ Lê Minh Đảo, nhũ danh Nguyễn Thị Ngọc Thủy. Em trai út của tướng Lê Minh Đảo, cựu thiếu tá thủy quân lục chiến Việt Nam Cộng Hòa Lê Hoàng Nghi cùng các con cháu của tướng Lê Minh Đảo. Tại nhà quan lúc sáng sớm, từng đợt 9 người vào thăm quan tài của tướng Lê Minh Đảo. Sau đó, linh cữu được đưa đến nhà thờ St. Leo the Great Catholic Church, nơi đây thánh lễ được linh mục Thomas Tuấn Nguyễn chủ tế. Ngay sau nghi thức tang lễ tại giáo đường, gia đình tướng Lê Minh Đảo và linh mục theo xe nhà quan về lại nghĩa trang Fairfax Memorial Park. Lễ hạ huyệt đã được an vị vào giữa trưa hôm nay 27 tháng 3. Nghi thức trang nghiêm, đám tang rất buồn, nhưng may mà có lá cờ tướng Lê Minh Đảo của sư đoàn 18 do người con trai út của tướng Lê Minh Đảo là anh Lê Minh Hằng Dũng thủ kỳ. Chị Bích Phượng thì có lá quốc kỳ Việt Nam Cộng Hòa cầm tay. Vì lý do kỹ thuật, chúng tôi chưa có được video và hình ảnh của anh Đậu Thanh Vân và Nguyễn Trung Hiếu, nên chúng tôi sẽ có bản tin chi tiết vào kỳ phát hình lần tới.